Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại Di động Hưng Phúc nha. Tiếp tục clip bán máy cho anh em hôm nay nha. Xin nhớ lại số điện thoại đặt hàng bên mình 0355 356 356, có từng cái bảng nhỏ phía trước nha anh em. Quy định mua máy thì anh em vừa làm cọc trước cái cọc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu nha, còn những máy trên 1 triệu thì anh em vừa làm cọc 100.000 Viettel. Nhắn họ tên địa chỉ cùng với mã số thẻ cào nha, tiền cọc thì anh em trừ vào tiền máy lúc anh em nhận được hàng đó. Các máy bán ra thì mình có ship code toàn quốc nha, anh em nào mà tin tưởng chịu khó thắng thì mình bao ship cho anh em, ok nha anh em. Con máy đầu tiên hôm nay là một em Rehydrim nha anh em. Con này thầy có trong clip nha, Rehydrim thay vỏ mới nha anh em, nói chung là đẹp ha. Màn hình 5 inch nha anh em, RAM 1,5 GB, bộ nhớ 8 nha, pin 2,6. Máy thì đại giá cần lực cho anh em rồi, kèm sạc cho anh em rồi nha. Chức năng ok nha. Con này mình hấp pin để mình thay dương pin à. Ok anh em, mình thay dương pin mới rồi. Máy nói chung là màn đẹp ha, ok luôn. Nói chung là còn giải trí, Zalo, Facebook cho vui nhẹ nhẹ cho anh em lao động nha. 690.000 nha anh em, 690k, kèm sạc dán kính cho anh em rồi nha. Oppo A83, RAM 4, bộ nhớ 32 nha anh em, RAM 4GB nha, máy nội địa, cấu hình mạnh nha, màn hình 5 inch 7, và pin con này là 3180, có up lưng cho anh em luôn, garanty còn nguyên. Này anh em mua về lột ra, em với anh sẽ dán cái lột lại cho anh em. RAM 4GB nè, bộ nhớ 32, Oppo A83. Chức năng full nha, máy đẹp ha. Vỏ rất là đẹp luôn. Màn hình 5 inch 7 nha anh em, cũng rất là rộng lớn nha. Máy ok luôn. Giá 1.750.000, 1.750.000, kèm sạc dán kính cho anh em nha. Riêng 7 và riêng, máy nguyên riêng. Vỏ xuất sắc nha, vỏ có xước nha. Màn hình 5 inch 5.5 cho anh em, RAM 332, pin 3300. Rõ thì như clip mình quay nha. Kính đại dán cường lực cho anh em rồi. RAM 3, bộ nhớ 32. Ribbon rim, màn một đốm nhị phản quang, kiểu như máy mày màn ribbon rim này hay bị. Máy nguyên riêng nha. Con này để anh em giá 1.550.000. 1.550.000, kèm sạc dán kính cho anh em nha. Theo là mình còn một con Huawei i9 này nè, full box nha. Con này máy mới chưa xài luôn, hàng trưng bày, máy mới chưa xài. Có lưng đầy đủ ha, có lưng đây, cắp cắp sạc tay nghe. Con này màn hình 6.5 inch, RAM 4/64, pin 4000 nha, máy đẹp, trang như mới nha nè. Nói chung là máy mới sao là nói vậy anh em, chỉ có xuất sắc nhẹ nhẹ thôi, trưng bày thôi. Máy nào là mình xin báo trước luôn, là cái máy xài bình thường hết, nhưng mà cái đoạn dưới trên này nó hơi vàng vàng tí nè, nó hơi ố vàng tí, anh em thấy màn hình không? Nếu nhìn trong clip thì cũng thấy nha. Nó hơi vàng tí, còn dưới ta trắng nha. Đó, nó như vậy thôi, chứ không phải chức năng hết, không có bị sao hết. Máy thì xài bình thường. Mình sẽ chuyển chế độ cho anh em xem. Camera này, nói chung là rất là nét. Huawei i9, màn hình 6.5 inch, RAM 4, bộ nhớ 64, pin 4000. Đó, pin 4000, máy chức năng full, chỉ có bị ám nhẹ thôi. Máy này là giá nó cũng cực cao luôn, 3 triệu mấy, nhưng mà mình thanh lý bán rẻ cho anh em, 1 triệu 8 thôi. 1.8 triệu cho anh em, full box ha. Đó, máy cực đẹp luôn. Máy thì mình có nói rõ trong clip rồi nha. Đó, giá 1.8 triệu. Một cây duy nhất ha. Tiếp theo cho anh em là một con Samsung A20. Cóp lưng nha anh em, Samsung A20. Con này là thay vỏ mới rồi nè. Thay vỏ mới nha. Màn hình 6.4, RAM 332, pin 4000 nha. Kính đại giá cường lực. Máy cực đẹp luôn. Wi-Fi cực mạnh nha anh em, A20 nha. A20
Mày rất là đẹp anh em. Màu xanh nha. Con này để anh em giá 2.4 triệu thôi. 2.4 triệu. Dán kính kèm sạc. Samsung A750. Nắp sau thì có nhâm nhẹ thôi. Do xài qua 5 tháng rồi anh em. Đó, kính đẹp ha. Sườn tróc bên gen nha, sườn tróc cạo đẹp luôn. Màn thay mới, màn hình này thay mới rồi. RAM 4 bộ nhớ 64 nha anh em. Màn hình 6 inch, pin 3003. Pin 3003. RAM 4 64, Samsung A7. A750. Chắc này ok. Con này để anh em giá 2.4 triệu nha. 2.4 triệu luôn. Kèm sạc dán lực luôn. Samsung A600 bản hàng. Màn hình 5.6 nha nè, RAM 332, pin 3000. Máy thì ngoại hình còn rất là ok. Kính đại dán lực đẹp nha. Bản hàng thì anh em biết rồi, một sim. Rồi, con này để anh em giá của nó là 1750, kèm sạc dán kính luôn. 1750 nha anh em. Samsung A710 anh em. Con này là Samsung A710 nha. Lưng còn rất là đẹp nha anh em. Sườn có xuất sắc nha. Đó, sườn xuất sắc như clip này. Kính thì lông mèo nhẹ. Kính đánh giá lông mèo nhẹ, màn riêng nha anh em. Kính có lông mèo. Chức năng ok. Samsung A710. Con này RAM 3 bộ nhớ 16 nha anh em. RAM 3GB nha. Test camera thôi. Nét anh em, rất là nét. Chụp rõ nha. A710. Màn hình 5.5 nha anh em. RAM 3 bộ nhớ 16, pin 3003. Con này ra đi cho anh em giá 1.5 triệu thôi. 1.5 triệu nha. Một con duy nhất ha, kèm sạc. Dán kính cho anh em luôn. Màn nói chung là sáng đẹp. Màn ok nha. 1.5 triệu nha anh em. Samsung A50. Vỏ xe có xước này. A50 nha anh em. RAM 4 64, màn hình 6 inch 4. Pin 4000 nha anh em. Pin 4000. Dùng vỏ thì có xước sát thêm 5 tháng sử dụng, chưa có thay mới nha, nên là này vết cắn này. A50. Kính ring nha, kính ring đẹp ha. Còn garanti luôn. Nói chung là con máy là nguyên ring này. Cấu hình nói chung là ok, tạm ổn. Là 464. A50 màu đen. Hôm nay để em giá của nó 2.9 triệu nha. 2.9 triệu. Kèm sạc dán kính cho anh em. Tiếp theo là con Samsung A10. Con này nắp sau thay mới. Samsung A10 nha anh em. Màn hình 6.2. RAM 232, pin 3004. Pin 3004 nha. Nói chung máy quá đẹp luôn. Kính đại dán lực rồi, kèm sạc lại cho anh em nha. Chức năng ok. A10. Con này để anh em giá 1.7 triệu nha anh em. 1.7 triệu nha. Tiếp đến là một con Samsung A10 màu đỏ. A20 con này cũng có hình y chang con A-San kia nha anh em. Cũng RAM 332, màn hình 6.4, pin 4000. Con này thì vỏ chưa thay. Đó, nó có xuất sắc này. Như clip mình quay ha. Con này thì riêng ha. Chưa thay thế gì hết. Con kia thay vỏ, còn con này là nguyên. Đó, chức năng thì vẫn ok. A20. Anh em thích lấy con nào cũng được. Ngang giá nha anh em, còn 2.4 triệu nha.
những cái sạc dán cái lực cho anh em luôn, 2.4 hết đi cha. Tiếp theo là con Oppo F5 nha nè, máy này mình đi liên tục nha, Oppo F5 màu gold bán màu địa nha, RAM 464 nha nè, cấu hình ok, màn hình 6 inch và pin con này là 3002, kính thì garanti còn nguyên luôn, xài rất là chắc nha. F5 RAM 4GB bộ nhớ 64GB, chức năng gần như là ổn định, xài ok luôn. Đây mình sẽ cho anh em coi cấu hình nó nè, 464 này đó, F5 ok nha. Con này giá 1.8 triệu nha anh em, iPhone 8 nhỏ nha, máy ring mặt sau thì xuất xuất nhẹ nhẹ nè, máy ring nguyên iPhone 8 pin 83 64GB, máy full quốc tế nha anh em, thì reset dòng 2 thoải mái nha, full quốc tế nha, bỏ sim vô là xài không có lên tay gì hết anh em, có chức năng là ok hết từ A tới Z. Wi-Fi cực mạnh ha, 64GB, iPhone 8 nhỏ bản Mỹ 64, con tay vân chân đầy đủ, máy riêng nguyên đẹp tầm 97-98. Con này iPhone 8 nhỏ để anh em giá 4.5 triệu nha, 4.5 triệu anh em. Tiếp theo là Samsung A70 màu đen, còn gấp lưng luôn nè, mặt sau thì có xuất sắc nhẹ nha. A70 RAM 6 bộ nhớ 128 nha, màn hình 6.7, pin con này 4.500 nha, kính đẹp ha, kính rất ok. Đó, màn riêng nha, A70 con này để em 3.8 triệu nha anh em, 38 ha. Tiếp theo là một con Samsung A20s nguyên zin màu đen, lưng sau đánh giá đẹp tầm 97 thôi, ở xuất sắc nhỉ, nguyên zin nha, kính keng nha anh em, A20s ha, RAM 332, màn hình là 6.5 inch, pin 4000, máy đánh giá tầm 97-98 thoải mái luôn, kính 99 luôn. A20s máy ngoại hình còn rất là ok nè, nguyên thế là 97-98 thoải mái ha. Con này ra đi cho anh em giá 2550 nha, 2550 kèm sạc dán kính cho anh em đầy đủ nha. Xiaomi 18 nha anh em, 18 màu xanh, máy đẹp tầm 98, nguyên zin, màn hình 6.21, RAM 664, pin 3.4 nha. Đó, máy ngoại hình rất là đẹp. Kính quá keng luôn, đã giá ngay lực rồi. Đó là ngoại hình của nó, còn đây là tổng thể bên trong này. Test sơ cho nè, wifi này, giới thiệu này, 18 này, đó, RAM 664, RAM 6GB anh em, xài rất ok, con này chơi game thoải mái nha. Con này để em giá 3450, kèm sạc đầy đủ. Một con Vivo Y20 anh em, máy riêng đẹp, Vivo Y20. 6.51 nha, RAM 464, pin 5000, máy đẹp 98. Kính là miếng dán vô lực cho anh em nha, đây là miếng dán bảo vệ trong suốt của nó, còn nguyên đẹp 98-99 thoải mái con này. Con này RAM 4, bộ nhớ 64, Vivo Y20. Ra đi cho anh em giá 2.6 triệu nha, 2.6 triệu nha anh em. Tiếp theo là một con Samsung A50 màu xanh nguyên zin. À, cái nắp này thay mới anh em, cái nắp này thay mới rồi nha. Đó, rất là đẹp. Còn kính thì riêng nha, màn riêng. RAM 464, màn hình 6.4, pin 4000. Màn hình ok luôn. A50 Samsung, máy nói chung là ngoại hình còn rất là ok,
con này ra đi cho anh em giá 2.9 triệu nha, kẹp sạc giang kính 2.9 triệu nha nè, còn duy nhất nha. Rồi clip này cũng xin tạm dừng tại đây, thân ái chào cả nhà, chúc anh em sức khỏe thành công nha, nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh mình anh em, chào anh em.